Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mất niềm tin của dân là mất tất cả. Niềm tin của dân nhìn từ cách mạng tháng 8. Niềm tin của dân nhìn từ cách mạng tháng 8. Năm 1950, khi hồi tưởng lại những ngày sôi động của cách mạng vĩ đại tháng 8 năm 1945, nhà cách mạng Nguyễn Văn Nguyễn, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ đã viết chính đảng của Nguyễn Ái Quốc từ trong lòng người, xuất hiện từ ở nhà trường, công xưởng, ở đồn điền, ở đồng ruộng, hòa lẫn với đất trời Việt Nam. Cách mạng tháng 8 được nghiền ngẫm, tưởng tượng, mơ mộng, ao ước, hy vọng trong nhà tù, trong trại giam, trong rừng thẳm, trong hang núi, chết khô, chết đói, chết lạnh, chết súng, chết gươm. Cuộc đời tràn ngập nơi họ nhiều quá nên họ khinh cái chết. Họ phải khinh vào cái chết và đời sống của họ là kỷ luật kẻ thù săn bắt, tra tấn, tù đầy, giết mòn, giết tài trận. Giết họ thì được nhưng không thể giết được kỷ luật của đảng họ. Kỷ luật của đảng Nguyễn Ái Quốc đã thắng tất cả. Họ ở trong trái tim của một anh hùng mãi mãi, vô địch trong thời gian và không gian, ấy là nhân dân. Chính niềm tin ấy đã nung nấu trong lòng bao thế hệ người Việt Nam để bùng lên thành sức mạnh tạo nên thành công nhanh chóng của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Tin vào ngày toàn thắng của dân tộc, Kể từ năm 1858 khi tiếng súng xâm lăng của thực dân Pháp và Afinyo Tây Ban Nha bắn vào cửa biển Đà Nẵng cho đến năm 1945 là gần 80 năm. Trong gần 80 năm ấy, biết bao những lớp người Việt Nam yêu nước đã không chịu kiếp nô lệ vùng lên chống lại quân thù. Khi một lãnh tụ nào đó, dù theo con đường nào, ra lời hiệu triệu chống xâm lăng đều được đông đảo người dân hưởng ứng. Tất cả các phong trào yêu nước của cha ông chúng ta khi ấy đều lần lượt thất bại, biết bao người yêu nước lần lượt ngã xuống lớp lớp các bậc gia anh nối nhau vào nhà tù của thực dân, đế quốc nối nhau ra pháp trường. Niềm tin của người dân vào các phong trào ấy dần phai nhạt, đến mức lịch sử đã phải sử dụng hình ảnh con đường cách mạng Việt Nam khi ấy đen tối như không có đường ra. Dưới bối cảnh khủng hoảng niềm tin vào con đường cứu nước trước những năm 1930 của thế kỷ 20, chính đảng của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện. Trong tháng 8 trời mạnh thu, nhà văn nhà báo Tài Hoa Nguyễn Văn Nguyễn đã viết: "Từ lâu và từ lâu ở nhà trường, công xưởng, ở đồng điền, ở đồng ruộng, người ta thì thầm một cái tên, đập nhịp theo trái tim của người ta, Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc ở trong lòng của mỗi người nô lệ. Niềm tin này đã đi theo những lớp người Việt Nam khi ấy làm cho họ coi khinh cả cái chết, bởi trong sâu thẳm lòng họ, họ tin vào ngày toàn thắng của dân tộc. Cũng bởi tin vào ngày toàn thắng của dân tộc nên trước khi qua đời tuổi 27, sau khi chịu cực hình tra tấn của thực dân Pháp, Tổng bí thư đầu tiên của đảng Trần Phú đã nhắn nhủ các đồng chí của mình, hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Cũng chính niềm tin ấy mà tổng bí thư thứ hai của đảng Lê Hồng Phong trước khi trút hơi thở cuối cùng ở nhà tù công đảo cũng đã nhắn nhủ. Tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Như thế, niềm tin vào lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin vào chính đảng sẽ mang lại độc lập tự do cho dân tộc, đã thôi thúc và truyền thêm sức mạnh để những lớp người Việt Nam khi ấy nhất tề đứng lên. Nếu không có niềm tin ấy, chắc chắn cuộc cách mạng tháng 8 không thể thành công nhanh chóng. Nếu tính từ khi lệnh tổng khởi nghĩa được ban ra cho đến khi cuộc cách mạng thành công trên cả nước, thời gian chỉ diễn ra trong mười mấy ngày. Tin vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc, Thể theo khát vọng và niềm tin của người dân, nên vua Bảo Đại cũng đã nhanh chóng chấp nhận thoái vị để trao quyền cho chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố nổi tiếng. Trầm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước bị trị. Với niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, tin vào chính nghĩa của dân tộc nên nhiều quan lại của triều đình nhà Nguyễn đã tự động đứng về phía nhân dân. Tin vào dân tộc tin vào mặt trận Việt Minh, vào những nhà lãnh đạo của Việt Minh nên nhiều gia đình giàu có của đất nước khi ấy đã không tiếc tài sản, sẵn sàng đóng góp, ủng hộ rất lớn cho cách mạng. Ngày 2 tháng 9, 1945, tại quảng trường Ba Đình vang lên lời tuyên ngôn độc lập tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Mức niềm tin của dân là mất tất cả Người dân Việt Nam có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề vốn đơn giản. Các chủ trương của đảng phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chính đảng chắc chắn người dân sẽ tin và đi theo đảng. Đối với Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vì vậy, các nghị quyết, chỉ thị của đảng đều được thể chế hóa, cụ thể hóa thành chính sách, pháp luật các chính sách pháp luật thúc đẩy xã hội phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chắc chắn người dân sẽ tin, tuân thủ thực hiện. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhà nước thực hiện việc công một cách minh bạch, dân chủ, tôn trọng người dân sẽ làm cho người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức. Những năm qua, nhất là từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới, mọi mặt của đời sống xã hội đã ngày càng đổi thay theo chiều hướng tích cực, các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước đã thúc đẩy kinh tế phát triển, xã hội giữ được ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tất cả những thành tựu ấy đã củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Khi bộ máy Đảng nhà nước xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực, nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí, Đảng đã tiến hành xây dựng chính đốn đảng với công cuộc phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc nói đi đôi với làm trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã làm cho nhân dân vững tin vào đảng phải khẳng định rằng chính đường lối đúng đắn đã quy tụ và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, làm nên chiến thắng vĩ đại của đảng, dân tộc ta. Lúc sinh tiền, trong một lần tiếp xúc cử tri, cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, làm việc gì hợp lòng dân thì mới thành công mất niềm tin của dân là mất tất cả. Mới đây, khi được bầu giữ cương vị Tổng bí thư của đảng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu sau đó đã khẳng định đảng cần huy động toàn bộ trí tuệ của dân tộc vào công cuộc xây dựng đất nước. Một đảng cho dù có sức mạnh tới đâu cũng không phải là toàn bộ dân chúng. Một chính đảng mạnh là một chính đảng biết tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, khai mở sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân. Trong cách mạng tháng 8, Đảng Cộng sản Đông Dương khi ấy chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, trong đó có nhiều người vẫn còn đang bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc. Song sở chỉ cuộc cách mạng tháng 8 thành công nhanh chóng là nhờ ở đường lối đúng đắn của mặt trận Việt Minh dưới sự lãnh đạo của đảng. Chỉ sau ngày công bố tuyên ngôn độc lập đúng một tháng rưỡi, trong thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong bối cảnh hiện nay, dù đất nước đã đạt nhiều thành tựu lớn, song vẫn còn đó những khó khăn, bất cập mà các nghị quyết của đảng gần đây đã thẳng thắn chỉ ra. Để dân tin, chắc chắn đảng cần nhận thức rõ những khó khăn, bất cập hiện nay, tìm ra nguyên nhân để đề ra các giải pháp phù hợp. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 cũng nhắc nhớ chúng ta về điều ấy. Tuần này, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, nhiều nhân sự các bộ ngành địa phương đã được điều động bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngày 16 tháng 8 họp và bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tâm Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Bộ Chính trị. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư với ba nhân sự gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ Chính trị có quyết định phân công bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh điều hành tỉnh ủy Quảng Ninh. Bà Trần Thị Minh Thanh, 51 tuổi, quê Hải Dương, có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Bà Thanh từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Tài chính Quảng Ninh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bộ trưởng Bộ Công an điều động thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 48 tuổi, quê ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Ông trưởng thành nghề nghiệp tại quê hương với chức vụ cao nhất là phó giám đốc Công an Cần Thơ. Tháng 6 năm 2020, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an điều động ông đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Bộ Công an điều động Đại tá Trương Xuân Ánh, 49 tuổi, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Đại tá Trương Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an. Tháng 10 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ. Hai năm sau đó, ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trần Văn Phúc, 46 tuổi, quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trước khi làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình, ông Phúc là phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp được điều động đến công an tỉnh Trà Vinh nhận nhiệm vụ giữ chức giám đốc công an tỉnh này. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, quê ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Chánh án tòa án dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Duyên 53 tuổi, thẩm phán cao cấp, phó chánh tòa tòa kinh tế, giữ chức vụ chánh tòa hình sự tòa án dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ giữ chức vụ chánh tòa tòa hình sự của bà Phạm Thị Duyên là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận bổ nhiệm ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Thanh Khê và bà Hồ Thị Thanh Hiền, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng điều động bổ nhiệm ông Đinh Văn Tuấn, trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng Ủy ban dân thành phố, giữ chức phó trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Tại kỳ họp 25, kỳ họp đột xuất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đức Dũng, phó bí thư tỉnh ủy dự chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, từng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, 57 tuổi, quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng an ninh điều tra, Phó trưởng công an huyện Đông Sơn, trưởng phòng an ninh đối ngoại, trưởng phòng tham mưu, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, nội giám đốc công an tỉnh Quảng Nam. 15 ủy viên bộ chính trị khóa 13. Với việc Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 vừa bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm ủy viên bộ chính trị, hiện nay bộ chính trị có 15 thành viên. Gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.